Chào đến với trang nhờ Thân Nguyễn. Tôi bạn cách kiếm tiền trên Internet bằng nhiều hình thức khác nhau. Tạo nguồn thu nhập $500 mỗi tháng hàng toàn thụ động. Nào hãy vào cùng xem video nhé. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ các bạn cái cách để tiếp thị liên kết và những cái cách để thiết kế web. Thì chủ đề hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn một cái trang web liên kết cũng rất là hấp dẫn. Bạn có thể bán cho những nhiều cửa hàng khác nhau. Thì đầu tiên các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản. Ví dụ như đây là cái tên đăng nhập, thì bạn sẽ chọn là tên mà các bạn dễ nhớ, rồi mật khẩu các bạn đăng nhập lại mật khẩu. Rồi họ tên của bạn. Tên địa chỉ email, website, địa chỉ nhà. Rồi bạn sẽ bấm chữ đăng ký là ok. Mình sẽ lấy website mình sẽ dán vào. Đó. Rồi bấm chữ đăng ký là ok. Rồi xong bạn sẽ tiến hành là đăng nhập. Bạn cũng nhập địa chỉ email rồi mật khẩu xong các bạn sẽ đăng nhập vào. Kế tiếp bạn sẽ điền những cái thông tin để hoàn thành hồ sơ. Đây mình sẽ là người ảnh hưởng hoặc là so sánh giá. Rồi dòng kế tiếp bạn sẽ chọn website hay là YouTube hay là email marketing. Đây là gì? Đây là hình thức bạn quảng bá, bạn quảng bá cái sản phẩm của nó bằng cách nào, website, YouTube, email marketing hay là những cái khác, những mạng xã hội khác ạ. Rồi bạn có thể dán địa chỉ website bạn vào đây, URL website, rồi tên website, đây tên của bạn là tên gì thì bạn sẽ lấy vô. Giả sử như kiếm tiền với Alfred. Rồi bạn sẽ mô tả bạn đại khái thế thôi. Đó. Rồi nội dung thì bạn sẽ chọn khu vực khách hàng của bạn là khu vực đại lý tập trung khách. Tuổi của khách hàng bạn là từ 25 đến 35 hay là dưới 25. Đó. Mình sẽ chọn hoặc là 35 đến 55. Rồi mình chọn đại đi. Nam hay nữ? Đó. Nam hay nữ luôn. Rồi, mình sẽ lưu vào. Chúng này chỉ hoàn thành hồ sơ thôi. Bước kế tiếp của bạn là làm tiếp thị liên kết. Đó, 2/3. Bước kế tiếp nữa mình sẽ thêm cái gì đây, URL hả? Quỷ đi. Rồi bạn sẽ cập nhật cái này, thì như cập nhật so sánh giá. Rồi trong là 3/3. Đó bạn đã hoàn thành. Rồi bạn sẽ vào trang chủ.
Đây là một trang có nguồn hàng rất là lớn, Sendo nè, FPT nè, hay là những cái hệ thống bán hàng khác thì nó là cập nhật ở đây nhiều đó. Thì các bạn sẽ lấy cái chiến dịch, cái mục đầu tiên là chiến dịch, thứ hai là khuyến mãi, thứ ba là công cụ báo cáo thanh toán và trợ giúp đó. Là quà tặng. Các bạn sẽ vô những chiến dịch, các bạn sẽ liên kết với những cái nhà tài trợ, những cái nguồn hàng giống như là Lada hay là Shopee hay là Sendo gì đó, đó. Để các bạn có thể lấy cái sản phẩm, để các bạn đi quảng bá. Đây, BKV cũng có nè. Đó, bạn bấm vào nút đăng ký. Thì mỗi một cái nó sẽ có một cái đây, hôm nay nó sẽ có một cái hoa hồng khác nhau. Ví dụ như Mai của cách ABC này, nó sẽ có cái hoa hồng là 5,6%. Còn mua hàng mỹ phẩm thì sẽ 4,9. Đây là một hệ thống rất là hay. Sendo gì nè, đó. Sendo thì 7%. Sendo hôm nay rất là lớn các bạn. Rồi đây cái nguồn hàng của Alibaba của thằng Trung Quốc nè, cũng có nè. Rồi Avura hay là shop hay là Shopee cũng có nè bạn. Đây Shopee có đăng ký rồi nè. Cái nào mà bạn đăng ký rồi nó sẽ để chữ là tạo link đó. Cái nào mà các bạn đó, Shopee PC luôn nè. Cái nào bạn chưa đăng ký thì nó sẽ bấm nút đăng ký, thì bạn sẽ chọn những cái ngành hàng mà nó có giá trị sao lớn. Đây ví dụ như đây 4 sao nè, gọi là Tiki nè đó. Những nguồn hàng uy tín á, mình bán thì mới có được hiệu quả nè. Đó, thì bạn sẽ chọn những cái mà hoa hồng cao. Đây thì 14% rồi bạn, nhà phân phối đó thì nó chưa có đánh giá nào, thì mình sẽ chọn những nguồn hàng như thế nào, những cái nhà cung cấp như thế nào. Đây FPT cũng có nè đó, gọi là FPT Box có nè, Nguyễn Kim có nè đó. Nguyễn Kim rất là uy tín nên bạn sẽ bấm vào đăng ký luôn. Vào thì sẽ chờ duyệt đó. Thì khi duyệt xong bạn sẽ lấy được cái đường link và bạn sẽ bán hàng thôi. Đó là những đăng ký những chiến dịch đó, những cái nhà cung cấp sản phẩm thì bạn nên chọn những cái mã khuyến mãi để các bạn thể đặt lên website, hoặc bạn có thể làm video để bạn giới thiệu sản phẩm. Đây thì những thằng này nó đang có chương trình khuyến mãi nè, thì bạn sẽ lấy những cái link này. Đây từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 3 19 và từ 5 tháng 3 đến 17 tháng 3 đó, thì chương trình nó cũng gần kết thúc rồi. Bao nhiêu bữa nay kết thúc rồi chăng? Đây 11 17, thì bạn sẽ chọn những cái nào mà nó còn thời gian á đó. Đó, nó sẽ chiến dịch nó trong thời hạn đó, thì bạn sẽ lấy cái banner đặt vào và làm video và chia sẻ. Đây này tới 18 tháng 3 nè, còn thời hạn nè đó. Thì chọn những cái mà đang hot và bạn sẽ lấy những cái đây sẽ tạo bạn deep link nè, rồi profile link luôn. Còn này báo cáo thì báo cáo tổng quan bạn đã bán được những cái sản phẩm gì và doanh thu bao nhiêu thì nó sẽ hiện lên đây đó, của nhà nào doanh thu bao nhiêu sẽ hiện lên. Rồi đây cái cuối cùng là vấn đề thanh toán, thì đây là thu nhập của tôi cũng là thông tin ngân hàng
khi bạn đã bán được sản phẩm rồi thì bạn quan trọng nhất là thông tin ngân hàng này đó. Thì bạn sẽ điền đầy đủ vào để các bạn thanh toán. Thì bạn chỉnh sửa đây, sửa thông tin ngân hàng rồi bạn sẽ chọn cái ngân hàng mà bạn có thẻ ATM á, để người ta sẽ chuyển khoản cho bạn cái gì. Đó thì nó có hệ thống ngân hàng rất là lớn, nhiều ngân hàng. Thì mình sẽ chọn là Kiếm, tại mình là loại tài khoản Kiếm. Thì đây là một cái loại thẻ, loại tài khoản. Rồi bạn sẽ chọn chi nhánh ở đâu, tên chủ tài khoản, rồi số tài khoản, số chứng minh nhân dân. Và các bạn sẽ upload hai cái hình ảnh lên, trước mặt sau lên. Các bạn sẽ nó sẽ ghi nhận và nó sẽ lưu lại hồ sơ của bạn. Thì các bạn thanh toán rồi thì nó sẽ lịch sử thanh toán đây đó. Do năm 2019 này mình chưa thanh toán nên mình chưa có lịch sử và doanh thu của bạn nè đó. Thì năm 2018 mình cũng bán được số doanh thu nên mình sẽ coi doanh thu đây. Đó, doanh thu của mình là 18.109 đồng. Đó, mình ra sự bán một số sản phẩm như thế thôi. Đó, còn thời bán nhiều thì sẽ lên nhiều hơn nữa. Sau đó mình đã quỷ quỹ là 3.000 mấy. Đó. Còn cái này bạn muốn càng trợ giúp hay hướng dẫn gì thì bạn qua đây. Đây quà tặng của bạn. Ship hàng nè, đó. Nếu bạn làm tốt sẽ ship thêm bạn những hàng cao thì bạn sẽ được gửi chiến dịch hay. Còn này là cái chuông gọi là thông báo. Đó, không có những cái gì thông báo thì thông báo cho bạn. Thì bạn sẽ lấy, đây là ra mắt chiến dịch mới này đó, thấy không? Thì hôm nay mình đã tiếp tục chia sẻ với bạn một cái trang web tiếp thị rất là hot. Thì để tiếp thị như thế nào thì trong những cái phần mà giới thiệu về làm website mình sẽ chia sẻ với bạn tiếp theo để giúp các bạn có thể bán sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy bấm vào cái chuông để mà khi mình có cái video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây, bạn sẽ bấm vào cái chuông ở đây. Đó, hoặc là trong chỗ phần video này khi đăng ký thì nó cũng có cái chuông. Bạn sẽ bấm vào xem. Đây, ví dụ như mình sẽ bấm vào một kênh của người khác đây. Đây, bạn kéo vào thì bạn sẽ bấm vào nút đăng ký đây. Đó, thì tập tin nút đăng ký, bạn sẽ bấm vào cái chuông để làm gì, để khi mà người ta có video mới thì bạn sẽ biết người ta đang phát hành ra. Rồi bấm vào chuông này. Đó, rất là hay. Về chính sách mới YouTube nó cải thiện rất là nhiều. Các bạn mà cảm thấy video này hay là gì đó, bạn có thể bình luận một cái đoạn ở dưới bên giúp người ta cũng được, chữ hai đi đó, rồi bạn nhận xét rồi ok đó. Thì người ta khi ta mở ra thấy nhận xét của bạn thì ta bấm vào kênh bạn và đăng ký cho bạn. Nếu bạn đang làm YouTube và không làm YouTube thì cũng ủng hộ khán giả một like và một sub. Rồi bạn sẽ bấm vào chữ like đó, ok. Vâng, cảm ơn các bạn trong thời gian qua. Các bạn nào tham mê về kiếm tiền online thì hãy click vào trang nguyenthan.com thì có những cái video hướng dẫn các bạn và những cái bài viết hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền bằng hình thức affiliate marketing online. Vâng, cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt.
gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.